5 giờ, trễ 2 tiếng đồng hồ. Mình như biết người Mỹ nó đâu có thích trễ đâu. Nhưng mà but they were really nice somehow. Thấy vô, thấy casting á, thấy gặp cái người này, cái cô đó có rất là dễ thương. Cô làm thấy feel so comfortable, giống như là Christine make me feel so comfortable. Xong thấy ngồi, thấy nói chuyện, I tell everything up close and personal in English. They like me and they asked me to be in the show. Thì cái show nó gọi là Launch My Line. Nó sẽ chiếu vào 16 tây tháng 9, 10 giờ tối trên đài Bravo, đài 58. Thì nó chọn ra 10 người thiết kế thời trang và 10 người nổi tiếng trong cái ngành riêng của họ. Chẳng hạn như là thiết kế, kiến trúc sư, người viết, viết sách, viết báo, rồi xong rồi người dạy nhảy, người chơi nhạc. Nhưng rất là 10 người đó đó, họ kết hợp với lại 10 người designer, 10 người nhà thiết kế, thì trong đó có Thái trong đó. Thì compete để mà mình thi, mình có cuộc thi là cuộc thi đó 1 tháng. Hai bên kết hợp nhau để phát hành ra một cái collection, một cái bộ sưu tập. Thì cái người lúc mà cái couple cuối cùng mà thắng đó thì được một cái collection đó cho họ để mà họ produce, mà may ra để mà bán trên khắp thế giới. Còn người designer thì được tiền, you know. Thì cái đó mình không có nói, Thái không có được nói được, you know, it's too early for that. Nhưng mà Thái chỉ nói là nó quay trong vòng 1 tháng thì nó sẽ được là 8 tập. Thì nó trên TV nó sẽ chiếu cho trong vòng 2 tháng. Thì 16 tây bắt đầu. I know, well I'm kind of nervous, hơi lo thôi. Excited, vui thì vui lắm, nhưng mà lo không biết là nó cái editing nó ra nó có làm mình là tốt hay là xấu á. Cái điều mà cảm thấy rất là hãnh diện á, Thái không cần biết là Thái thắng hay thua hay là được bao nhiêu tiền, you know. Nhưng mà mỗi buổi sáng, tại vì lúc quay là 8 giờ sáng tới 10 giờ tối, Thái không cần phải lái xe từ ở dưới Bô Sa mình lên tới Hollywood, you know. Nó có xe limousine xuống đón Thái 8 giờ sáng. Có 7 giờ 45, có cái ông tài xế ông đứng trước cửa ông đợi. Mà Thái không cần phải đi ra nha, Thái chỉ đợi khi nào Thái ready, Thái mới được đi ra. Ông đợi mặc kệ ổng. Xong rồi mình bước limousine, you know, nó có nước, nó có bánh, có kẹo. Xong rồi mình vô là mình quay là nó có. Tại thường thường á, cái nghề của Thái, nghề thiết kế là nghề phục vụ. Những cái trung tâm, mình làm cho trung tâm, làm cho ca sĩ là mình chỉ phục vụ, mình ở phía sau hậu trường để mình phục vụ thôi. Mặc đồ cho ca sĩ, nên sửa này sửa kia. Nhưng mà lần đầu tiên á, là Thái được người ta phục vụ lại cho mình, thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mình vô, mình được người ta làm make up, làm tóc, mình nên quần áo mặc cái gì rồi vậy đó. Nên thì Thái cảm thấy cái đó là một cái điều rất là hạnh phúc. Bravo's newest fashion creative competition series, Launch My Line, features 10 established fashion designers paired with 10 industry professionals who are highly regarded in their own field of expertise, but have always dreamed of having their own clothing line. From stylists, music producers, event planners, to CEOs and choreographers, the innovators will work with the established designers to bring their vision to life and create a fashion line. In the end, one team will be declared the winner and someone's clothing line will be launched. I couldn't help but feel overwhelmingly proud as I read Thai's bio on the Bravo website. It reads, Thai has become the designer of choice for prominent Vietnamese entertainment production companies, Asia Entertainment, Vang Seung Entertainment, and Thuy Nga. Thai's professional motto is live for fashion, set the trend. Mỗi lần mà Thái nói chuyện thì Thái đều cảm thấy là mình là giống như là không có phải gọi là lớn hoặc là có kinh nghiệm gì nhiều, nhưng mà Thái chỉ biết là sau từ khi Thái ra trường tới bây giờ là được 7 năm. Năm nay Thái 29 tuổi. Yes. tháng 12 thì được 29 chứ chưa được 29 đấy nhỉ. Mới 28 mấy thôi ạ. Thì Thái mới cảm thấy là cái con đường, Thái chỉ mong là ba mẹ nên support, nên cho con em mình học những gì mà con em mình thích. Tại vì khi mà mình thích á, thì không biết nó cực nhọc bao nhiêu, mình cũng đều phải trải, mình cũng phải đều cố gắng để mình, you know, complete nó, để hoàn tất nó. Thì theo như Thái là ba mẹ của Thái, Thái rất là may mắn là ba mẹ của Thái rất là ủng hộ, you know, để mà cho có Thái có một cái cơ hội như vậy để ngày hôm nay. Come on, like, giống như là mười mấy năm về trước, ba mẹ đã bỏ hết để mà cho Thái một cái cơ hội như vậy. Một cái cơ hội mà mỗi buổi sáng Thái thức dậy, Thái làm những cái gì mà Thái thích.
Thì cái đó Thái thấy nó hạnh phúc, rất là hạnh phúc, rất là vui. Thì đối với Thái là như là một người ca sĩ, một người viết nhạc, một người thiết kế, một người làm cái gì đó, mình cần có cái sự vui vẻ, có cái sự hạnh phúc đó để mình tiến tới. You know? Thì đối với Thái thì nếu một bạn trẻ nào muốn, nếu mà được ba mẹ support đó, thì phải nên đi tới cùng, đừng có give up. Tại vì, you know, có cái câu người ta nói là bao nhiêu cánh cửa nó đóng á, thì nó sẽ có cánh cửa khác mở. Chứ đừng có nghĩ là cái cửa nó đóng rồi có nghĩa là mình give up, mình bỏ, mình đi thì rất là uổng. Thì Thái thì so far thì Thái cảm thấy là Thái rất là may mắn là cửa lúc nào cũng mở, chưa có cửa nào đóng hết. You know, thì Thái nghĩ là trong một cái gì thành công của cái nghề gì mình làm đó, thì mình phải dựa vào cái tài của mình là một, cái sự may mắn là hai, và mình phải là be a good person. You know, what goes around comes around. You know, ai cũng nói vậy hết. Thì đối với những bạn trẻ thì thấy khuyên là như vậy. Nếu mà thích thì nên đi tới cùng trong cái vấp. Thì thấy Nguyễn cũng không biết nói gì hơn là xin cảm ơn Christine đã cho Thái cơ hội để mà đến gần với khán giả nhiều hơn, và khán giả đã biết thêm về Thái một tí về đó, gọi là nó thân mật hơn. Thì không có biết nói gì hơn, thì cũng mong khán giả đón nhận Thái. Mặc dầu là Thái đã chuẩn bị đi vô thị trường Mỹ, nhưng mà Việt Nam vẫn là Việt Nam, vẫn còn ở đây. Trong tương lai cũng là sẽ vô Hollywood, cũng đã làm trong những cái sẽ mở những cái tiệm trên LA, và làm một bộ sưu tập gì đó để mà bán trên tất cả thế giới. Thì nhưng mà Việt Nam thì vẫn còn là ở đây. Yeah. Thì quý vị có thể lên cái website là thainguyencouture.com, www.thainguyencouture.com, để mà biết thêm về cái dự tính trong tương lai Thái sẽ làm gì. Trong tháng 10 nó sẽ có rất là nhiều sự dự kiện happening. So có gì là quý vị có thể lên website để mà biết về cái đó. Okay. Thái Nguyễn xin kính chào quý vị khán giả của đài VHN trong chương trình Up Close and Personal with Christine Sa. Okay. Christine Sa xin cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều đã theo dõi chương trình Up Close and Personal trong tuần này. Và nhân dịp cũng xin gửi một lời chúc mừng đến với nhà thiết kế Thái Nguyễn. Ladies and gentlemen, thank you so much once again for joining us this week on Up Close and Personal. And of course, I invite you to come back next week because we will have another very lovely interview for you. Kính thưa quý vị, Christine cũng xin kính chúc quý vị một ngày rất là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau.